khi mà nó mới vừa bắt đầu tạo củ mà nhỏ nhỏ bằng ngón tay rồi. Dạ. Mà dày á, em tỉa bớt. Tỉa bớt ăn đúng không? Em tỉa bớt. Rồi em dạy như là cũng dài cũng bự lắm á chị. Bự mà. Cái mấy cái thùng này mua về cắt ra hả? Dạ, em thuê người cắt hết chứ. Mua đắt không thì? À, 250 cái đó chị. Nhưng mà nó bờ. Dạ. Nhẹ, còn cái với lại phải lựa cái thùng mà không phải đựng hóa chất. Cái thùng đựng nước tương hoặc là đựng cái gì mà không có độc hại á. À, mua từ đâu? Ủa? Em mua ở đâu hả? Ở quận 12 luôn á. Ồ, rồi nó chở về. Ồ, nó bự chưa? Đây, anh chở về cho mình. Đúng rồi chị. Nó ra tận nhà luôn hả? Dạ, thì ra tận nhà cơ. Nhiều khi thuê xe ba gác hết 350. Ồ, chứ không phải là ship không mà hả? Không. Trời, bởi vậy mới nói là chồng thì không bao nhiêu. Đốn kém đủ. Đốn kém đủ. Rồi. Cái cây này là em trồng mà để em xài hay là em đắt ra để em bán cho. Cây đó hả chị? Cây này nào? Để bữa sau đó em đang chiết bớt cho nó thoáng đó chị. À chị cắt nha. Dạ. Có. Chị cái củ này vui lắm nè. Hay hơn, nó cong quẹo vui vậy. Không biết.